sáng có ông bác tặng cho nhà mình cây táo. Không phải tặng mà là mua. Tụi em nhớ câu: nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? À. Mà sao anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy ta? Tới chừng cây táo nở hoa thì em mới thành ma mất rồi. Mình này, nè, anh nói thiệt, mình anh thích nhất là lúc mà mấy anh em ngồi ăn uống quay quần vậy nè. Ôi, áo ơi. Ê, cái xe Rolls Royce này mắc tiền lắm nha. Cái đôi giày này hả, cũng mắc dữ lắm. Hàng phay thôi á, 5 triệu, còn hàng thiệt 5 ngàn lận lắm. Ôi, ghê á. Hai đứa coi gì vậy? Anh chỉ cần cái bánh sao là anh giàu rồi. Không biết á, khi nào em có được xỏ chim vào đôi giày đó ta. Cái gì vậy? Tai nạn người chết sao hai đứa thích thú vậy? Đâm liên hoàn 5 xe máy. Tất cả nạn nhân được chở vô bệnh viện thành phố. Bệnh viện chỗ con Châu làm nè. Hôm qua ca trực của con nhỏ, chắc mặt đứa được rồi. Mình tí đi chợ mua gì ngon ngon bổ bổ về nấu. Anh gọi điện thoại chú về nhà ăn cơm. Em Châu suốt ngày em Châu và con Bấu, thằng Ngàn, Dư chết hết rồi quá. Thì ý anh nói là mua cho cả nhà mình cùng ăn đó. Vậy em ăn bò xào lăn. Em ăn cái gà chiên nước mắm. Muốn ăn á thì lăn vô bếp. Ở đây không có ở không để phục vụ anh em mấy người đâu. Vậy mà nói cả nhà cũng ăn. Chị ăn miếng đi. Ui. Ê. Đổi lòng trắng lấy lòng đỏ không? Cảm ơn mọi người. Một đêm vất vả rồi. Bác Tuấn và bác Châu cũng vất vả mà. Dạ thôi, chào bác Tuấn, chào bác Châu. Em thay đồ đi. Mình đi ăn, rồi anh đưa em về. Không cần đâu. Lát nữa về nhà em tự ăn được rồi. Không được. Anh cá lại em sau mỗi bữa, rồi đi ngủ luôn đó. Vậy đi, anh gặp em trong bãi xe. Mời bác sĩ về phòng trực gấp. Em nghĩ đi, anh làm cho. Ca trực của em còn 20 phút nữa mà. Alo, anh nghe. Chào bác sĩ Châu. Chào. Em đang ra nè. Anh xin lỗi. Nhà anh có chuyện nên tối nay anh không đến gặp em được. Em biết rồi. Chuyện gì vậy? Chị Châu xinh đẹp. Chị có nhà không? Em qua chơi. Không. Bây giờ không. Sao hết thì sao? Hôm nay chị bận nguyên ngày. Ok la. Anh à. Wow. Nhà sang dữ. Có bảo vệ gắt từ cổng luôn. Tiền này của nấy mà anh lên thôi. À,
Sao vậy em? Anh mắc toilet quá. Trời, con đừng mắc dịch mình lại được mật khẩu rồi. Toilet đâu vậy em? Bên trái. Của em đẹp quá. Đây là lần đầu tiên anh tới nhà phụ nữ đó. Oh, wow, đây cũng là lần đầu tiên em giữ bạn trai về nhà đó. Ủa sao nhà của em toàn là sách y khoa không vậy? Tại vì em học ngành y mà. Quên hả? Chết ghê. Đâu có, anh nhớ mà. Tại vì gặp em cái anh quên hết trơn. Vậy bây giờ em làm ở viện nào? Không, trời ơi em sợ máu lắm. Em còn đang định ăn chay trường đây nè. Em ăn chay trường luôn hả? Vậy bây giờ em làm gì? Em thì kinh doanh mỹ phẩm cho vui thôi à. Cho vui thôi hả? Ban đầu thì em định vậy, nhưng mà nhờ trời thương nên sắp mở chi nhánh thứ 5 rồi. Tội nghiệp em quá. Em ráng nha. Thêm 2-3 năm nữa thôi. Lúc đó anh cũng làm luật sư rồi. Để anh nuôi em nha. Anh đói hả? Rất là đói. Biết làm sao bây giờ? Ở đây shipper không có giao hàng được. Anh ăn cái gì cũng được hết, miễn là anh ăn với em thôi. Thiệt á. Chị ơi,
Đêm qua em nằm mơ em bị mãn kinh sớm ấy. Em nói gì? Thì mơ như vậy á. Rồi sao? Chắc là phải kết hôn thôi. Em đừng nói chị là em lấy cha sợ đó nha. Cái thằng cha đó thực ra cũng được mà. Cái tên có hơi kỳ kỳ một chút này, tính cách thì hơi linh tinh một xíu thôi, nhưng mà cũng được mà. Với lại bọn em quen nhau 3 năm rồi, biết sao bây giờ. Em có quen 10 năm cũng không được cưới cha đó. Cái kiểu đó cưới về chỉ hầu hạ suốt cả đời thôi. Mà thôi, không nói chuyện của em nữa. Chị dạo này sao rồi? Hay là tính chở cả đời theo em luôn? Anh ấy giải quyết xong chuyện gia đình chưa? Chuyện gì cũng cần thời gian mà. Em nghe chị nói câu này cũng 3 năm rồi đó. Đâu phải muốn ly hôn là ly hôn đâu. Dạ em nghe anh hai. Trưa về nhà ăn cơm nha. Chị hai có nấu mấy món em thích đó. Em ăn rồi. Ờ. Mình chừa cho em bé Châu miếng cá với canh chua nha mình. Dư, chiều tối đem vào chia tư nha em. Dạ. Ủa, Ngà báo đâu rồi? Em đâu biết đâu. Anh khỏi phải gọi. Tới giờ ăn mà không biết mò về thì không có ý thức gì hết á. Không biết có biết ăn uống đàng hoàng đây. Anh lo cho cái thân anh kìa. Hai cái đứa đó nó không có chịu đói được đâu. Nhất là cái thằng Ngà ăn như hạm.